Xin kính chào các bạn và các vị. Hiện nay ở phân khúc khoảng 4 triệu đồng, chúng ta có Lenovo K30 và Xiaomi Mi 3 là hai sự lựa chọn rất là sáng giá. Trong video này mình sẽ thực hiện một bài so sánh hiệu năng giữa hai thiết bị này. Và nếu các bạn muốn mua, hãy đến với cửa hàng ClickBuy. Hiện nay ClickBuy là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm sách tay như Xiaomi Mi 3, Mi 4 hoặc là Lenovo K30 với mức giá cực kỳ tốt. Các bạn có thể mua máy tại đây và tự tay unbox. Và với hai sản phẩm này thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua thông số cấu hình. Cả hai máy đều có màn hình Full HD. Nếu như K30 sử dụng vi xử lý MediaTek 6752 64-bit thì cái chiếc Mi 3 sử dụng vi xử lý Snapdragon 800 và cả hai sản phẩm này đều có bộ nhớ RAM là 2GB. Chiếc Lenovo K30 thì có lợi thế là vi xử lý 64-bit đã chạy thêm phiên bản Android 5.0, thế nên nó sẽ được tối hóa hiệu năng. Còn với chiếc Xiaomi Mi 3 thì vi xử lý của nó chỉ là 32-bit mà thôi. Ngoài ra, xung nhịp vi xử lý của chiếc Xiaomi Mi 3 nhanh hơn so với xung nhịp vi xử lý có trên chiếc Lenovo K30. Và bây giờ mình sẽ tắt bật lại hai sản phẩm này, cùng nhau đi vào bài speed test. Thì bây giờ cái chiếc Xiaomi Mi 3 đang đi vào những tựa game và ứng dụng đầu tiên, và K30 cũng vậy. Với những ứng dụng cơ bản hàng đầu thì chẳng qua chúng ta chỉ muốn thử qua nó xem như thế nào mà thôi. Hardcore bắt đầu từ cái phần tựa game Advan 8. Lúc này cả hai máy rất là đồng đều, không có sự chênh lệch quá lớn. Nếu mà nói về tốc độ xung nhịp thì Mi 3 lợi thế hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về con chip thì thẳng thắn ra mà nói, chip MediaTek năm nay làm cực kỳ tốt, bỏ xa những con chip Snapdragon mà tầm trung hay là giá rẻ trên thị trường. Chính vì thế nó có thể ngang tầm với những cái con chip Snapdragon 800 là cao cấp một thời. Và bây giờ các bạn đã thấy minh chứng vòng đầu tiên, cả hai máy không có sự chênh lệch. Mà đáng lẽ ra với con chip 800 ngày xưa các bạn đã thấy là nó bá đạo như thế nào. Bây giờ chiếc Mi 3 đến với tựa game là Temple Run 2 và tương tự như là cái chiếc Lenovo K30. Nghe đồn là chọc như này sẽ làm máy nhanh hơn. Vâng, như vậy Mi 3 đã hoàn thành xong cái tựa game Temple Run 2. Nó đi đến với cái ứng dụng AnTuTu Benchmark và nó đã hoàn thành xong vòng đầu tiên của chúng ta. Đó là 1 phút tròn luôn, và cái chiếc K30 bây giờ mới chuẩn bị đuổi theo. Tuy nhiên đến phần quản lý RAM, mình tin chắc là con Mi 3 sẽ chết thẳng cẳng vì 2GB RAM của nó thì cái lượng RAM trống của nó không nhiều và nó phần lớn sẽ phải load lại game ứng dụng. Điều này đã được tiên đoán từ Mi 4. Đó, mình nói không sai, lần nào đánh lộ cũng trượt. Thì bây giờ cái chiếc K30 sẽ thể hiện sự bá đạo của mình. ROM của Lenovo tối ưu hóa RAM thì cực kỳ tốt luôn, đảm bảo nó sẽ không phải load lại bất kỳ một game ứng dụng nào. Và như vậy nó là đuổi kịp được với cái chiếc Xiaomi Mi 3. Nó không phải load lại tựa game Dumb Way to Die 2 và kể cả Temple Run nó cũng chấp luôn. Và cuối cùng đó chính là ứng dụng AnTuTu, và nó đã hoàn thành xong toàn bộ cả hai vòng là 1 phút 36 giây. Lúc này thì chiếc Mi 3 phải load lại tựa game Temple Run 2, và các bạn sẽ lưu tâm cho mình, đó là do cái quản lý RAM của nó chưa ngon, thành ra đến cái đoạn cuối ứng dụng AnTuTu nó sẽ phải vào hai lần. Cái này mình đã gặp trên rất nhiều bài test, những cái sản phẩm mà bị RAM đầy đều bị như thế. Đó, nó sẽ tự động out ra luôn và ta phải vào lại lần thứ hai. Như vậy là cái chiếc Xiaomi Mi 3 bây giờ hoàn thiện xong là 1 phút 58 giây, gần 2 phút. Bây giờ cụ thể hơn thì chúng ta sẽ vào phần xem tốc độ giữa hai máy. Quản lý RAM thì Lenovo K30 đập chết con Mi 3 rồi, thì bây giờ sẽ so sánh tốc độ bằng việc mình vào từng game ứng dụng như là Advan 8, Dumb Way to Die 2 hay là Temple Run 2, và dễ dàng nhận ra đó là sự chênh lệch giữa hai sản phẩm này về tốc độ gần như là khó có thể phân biệt được là máy nào nhanh hơn quá nhiều hay là máy nào chậm hơn quá nhiều. Tốc độ của hai bên là đem lại cái khả năng xử lý là đồng đều, thế nên nếu các bạn quan tâm về tốc độ thì không phải xoắn. Thế nhưng chơi game thì người ta còn quan tâm đến một cái nữa, đó là về GPU. Chính vì thế mình đã cẩn thận lần này, trong bài test mình đã bổ sung thêm một cái màn, mình đã chấm điểm AnTuTu Benchmark và đã xem chi tiết về phần GPU. Thì ở đây chúng ta dễ dàng nhận thấy nếu mà đồ họa 2D, tức nghĩa là cái mức đồ họa nhẹ nhàng với những game giải trí, thì GPU trên cả hai máy là đồng điểm với nhau khoảng 1680. Riêng cái đồ họa 3D với một cái yêu cầu cao hơn, vì xử lý Snapdragon với GPU Adreno dễ dàng vượt qua lên tới hơn 14.000 điểm, còn GPU có trên cái vi xử lý MediaTek chỉ được khoảng gần 10.000 điểm mà thôi. Thế nên các bạn mà thích chơi game nặng vẫn nên chọn vi xử lý đến từ Qualcomm. Và mình đã hoàn thành xong bài so sánh về cả CPU, về quản lý RAM cũng như GPU trên cả hai máy. Các bạn thích sản phẩm này hơn, mời comment chia sẻ bên dưới. Và mọi người đừng quên truy cập vào website clickbuy.com.vn để xem giá bán chi tiết của hai chiếc smartphone này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.